Yo, hello, what's up chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ bá đạo người nha. Chia anh em một game hài tài chính mình đây, tựa quên game Go mua huyền thoại anh em là mình đây, từ từ bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước vào video, chúc anh em xem video vẻ đầu video, anh em xem like và một subscriber channel phát triển nha, anh em rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn cốt quà vui chơi sự kiện mới game Go mua huyền thoại anh em. Và đặc biệt đang trong chuỗi sự kiện tiêu phí nhận Furitora, không biết là anh em lấy hết chưa? Tôi thì hiện tại vẫn đang nướng nự mới tiêu hay không? Ồ, 15 tốc đánh này. Gì đây? Ui, lại hấp thụ HP kỹ năng anh em ngon. Tính toán dần anh em. Nói chung thì tiêu thì phải để hạn dành, cứ nói chung là vấn đề tiêu phí thì tao phải chắc phải để dành một cái video thì mới tiêu được. Chứ giờ mà cứ dang dở này nghe nó cũng hơi 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 nồng cọ anh em. Thôi, trước mắt thì hôm nay thì chúng ta vừa mới có thêm sự kiện mới. Đây, bên fanpage anh em, 10 giờ, 11 giờ, 3 phút nữa 11 giờ rồi. Tôi vừa mới làm về anh em, thở ông ra hơi. Đây, ngoài hôm qua thì có phát quà nhưng anh em nhớ sáng cập nhật rồi. Đây, quà dùng chung anh em, đấy, quà dùng chung phát rồi anh em chưa nhận định tranh thủ online nhận. Ok, tiếp theo thì đó là điểm danh phần cứng ngay quả xịn. Cách thức tham gia thì qua vô cùng đơn giản, sự kiện này kết thúc vào ngày mùng 5, 3 ngày để anh em tham gia, các bạn nhanh tay. Tháo tim và comment điểm danh phân cứng anh em. Sau đó thì các bạn sẽ nhận được một phần quà bao gồm một phiếu chí tôn 300 belly, 500 kim cương, 10 ca gố và một tặng thịt. Nhớ kích vào hai lần nhận quà anh em. Ok các bạn, tim này. Ok, điểm danh phân cứng. Rồi, ok các bạn. Đấy. Thế là ngon cơm. Rồi, ngồi đợi một xíu anh em. Về luôn rồi anh em. Nhân quà. Con này dùng riêng nhá. Cốt này là cốt dùng riêng nên là anh em nó muốn nhận thì làm theo tôi hướng dẫn, chứ nhiều ông cứ thấy vào thôi. Ôi anh ơi, cốt sao không nhập được? Cốt dùng riêng tôi nhập rồi nên là anh em nhập được nữa, nhưng mà các muốn muốn làm muốn nhận thì làm như tôi hướng dẫn anh em đấy, tôi hướng dẫn anh em rồi. Tim và comment thế thôi, đơn giản rồi, đợi một tí nhà phải gửi tin nhắn. Còn nếu các bạn nó không nhận được tin nhắn thì sorry anh em, các bạn bị nối rồi, tôi mới bị dính một hàng tôi biết anh em. Thật sự là cái đấy là coi như không khác, nó thật là chịu chết anh em, nên là anh em chấp nhận thôi. Ok, qua group coi nào, bên group hôm nay chúng ta có gì hot không, qua xem các hậu bối tiền bối khoe nhân phẩm. Rồi gì đây, phần thưởng gì đây? À, một tầm cao khác à. Được, đá cấp 5 này cũng ngon anh em. Một bảo vật. Ok các bạn, trận Korokyo đen đâu ra đây. Thêm hai em về tem. Úi dồi ôi, xịn xò thế. Korokyo đen thì thôi anh em, thứ nào chịu cho nổi ạ. Ngò này. Cung càng đấy các bạn, cung càng đấy. Rồi, về game anh em. Đó, tình hình thì hiện tại là chúng ta đã có cốt mới. Anh em tranh thủ lên lấy và về nhận này. Đây, co đe thì nói chung thì cũng được. 310 ca gố nữa tuyệt vời anh em. Rồi, quay nhẹ nào, về rồi đi. Rồi, ok, hôm nay bot à, biển mô à, rồi ok các bạn, Momo đúng không? Momo là sát thương phép và chịu tăng gấp đôi anh em. Đèn sát thương phép này là tôi khóa chơi nhất luôn anh em. Gỡ đá nào, lại câu chuyện gỡ đá hàng ngày anh em. Ok các bạn, gỡ đá hàng ngày. Được chưa? Rồi, tem này thì chúng ta sẽ cho Kata cánh tim anh em. Kata đến sen. Đến lo. Dâu đen đâu? Dâu đen. Hay bổ trợ hai lo nhỉ? Tôi nghĩ hay bổ trợ hai lo anh em. Được các anh em, cứ cho Kiraru đi. Kiraru này là chuẩn bị úp rồi anh em này. Nay Kiraru tôi về lên hàng nữa là up luôn anh em. Up ngon luôn á. Quét qua đã xem nào. Có lên thêm viên đá nào không anh em, đâu lên thêm được viên đá nào thì ngon. Ok xem nào, có lên thêm được viên đá nào không? 16 viên, 15 viên. Nên nào. 16, 15, 16. Thêm viên. Thêm viên tím. Thêm viên đỏ. Chung được thêm bộ rồi anh em chứ cũng không không có dư. Ừ, thêm bộ rồi anh em chứ chưa chưa gì hết rồi.
Thôi cứ để đấy anh em, nói chung để tối nói chung là hôm nay tôi sẽ tiêu phí, cái gì trong ngày hôm nay tôi cũng sẽ tiêu phí, anh em yên tâm, đó là điều chắc chắn với các bạn rồi. Rồi gì trong ngày hôm nay tôi cũng sẽ tiêu phí các bạn. Ok, tấn công rồi. Xem này đam được bao nhiêu nào. Chắc cũng không làm chúng ta thất vọng đâu anh em. Ok, chắc chắn là cũng không làm chúng ta thất vọng đâu anh em. Kata gánh tim mà. Thôi mà quên không mang tốc độ đánh như thêm cho Kata, anh em đấm nhột cho nó fail. Không như được anh em thấy cái súng tăng tốc độ đánh là thấy tiêu phí 100k kim cương thì xứng đáng rồi các bạn. Nhưng mà tối nay chiều rảnh làm hai clip nữa, tối cái không có sáng mai cái thôi, cứ mai cứ dần rồi tính anh em, nói vậy chứ dần rồi tính anh em chứ vội quá cũng không được. Nhưng mà tối nay là khả năng là sẽ tiêu phí anh em, tối nay sẽ quậy con năng này tiêu phí luôn. 500k kim cương là cũng bén đấy, nhưng mà đây húp nhà nó hợp lý thôi anh em. Nói bạn vẫn là húp như nào cho nó hợp lý là được, quan trọng cho đấy. Ôi giờ mới được 60k. Tem này đánh nhẹ toang đấy nhờ. Ôi giờ mới được sáu mấy k anh em. Sáu mấy k gỗ này được 100k không trời. Hay vừa tròn 100k, đánh cho này như chắc vừa đủ 100k các bạn. Đánh cho này chắc vừa đủ 100k đâu, không có dư đâu ạ. Cho này chắc vừa tròn 100k. Nhìn cái này thấy nghi rồi anh em. Ôi dồi ôi. 78 81k. Tám tư. Ui. Đùa không được 100k anh em, tem này thua tem vật lý ạ. À. Hay do mình chưa mang tốc độ đánh vào ta, cũng có khi do tôi quên chưa mang tốc độ đánh anh em. Thôi đợi đầu mới rồi về mang tốc độ đánh thêm vào cho Kata thì mới được anh em. Xem này vẫn thiếu tốc độ đánh. Nhìn cái này nhanh quanh chắc được hơn 100k thôi, không hơn được. Không hơn được các bạn, 100k hơn 100k thôi. Thế nhìn cái này đúng 100k hơn 100k các bạn, không hơn được. Ôi nhưng mà khỏe nhỉ, đánh tầm này vẫn chưa hẹo chó nào. Vẫn cứ là Osake, ok lo. Màu đen hay quá. Dù đen đâu. Hay quá trời. Nó đâu bút màu tiếp. Thôi xong. Hẹo lo chứ anh em. Trời ơi hẹo ai cũng hẹo no qua lô chứ anh em. Thề đúng đời nhỉ, hẹo ai cũng hẹo đúng lo qua lô chứ anh em. Ui trời còn hai cháu. Hai thằng đam to nhất. Nhìn là thấy các bạn, hai thằng sẽ đam to nhất. Ơi mỗi ngày 500k gỗ tích dần anh em, đợi sắp tới có thuyền là vừa. Hôm nay như tiêu phí không có thuyền nhỉ, tính ra check này coi. Ừ giá để anh em như tiêu phí không có thuyền ngon á. Ở đâu 150 có anh em, nhưng mà thuyền ấy tôi cũng không dùng. Đang kiếm thuyền trùng cơ, ra được mấy thuyền trùng trùng nó ngon 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 cơ. Đi thùng này không ăn thuyền này thì không ăn thua rồi các bạn. Không bén rồi, chưa chắc đã giòn đâu rồi. Cái này thì đúng kiểu chưa chắc đã giòn đâu rồi anh em. Ok. Ôi. Thì tính lại anh em hôm sau là đào cho sen mang hết đồ vào anh em thì chắc là đam to hơn các bạn. Ừ. Cái là do tính toán sai của bản thân rồi, chủ quan rồi. Đây, hàm đội phát. Hàm đội phát các bạn. Hàm đội cái nhờ, trên cái anh em. Hàm đội này đấm được có hơn phút thôi, đấm xem nào. Và đây xem sen hơn này, kata hơn anh em. Nếu sen vẫn hơn thì hôm sau gặp lại boss Momo là phải cho sen mang full đá 7 anh em, trưởng cho nó sướng. Chắc là vẫn sen rồi anh em, nhìn cái này vẫn là sen, sen đam to hơn này. Cho nên sau thì chuyển đá lại cho sen anh em. Sen tầm vẫn bé lắm. Đùa thầy khỏe nhỉ.
biết có tiêu phí sale không ta? Thì nhiều anh em bảo cho chi phí sale mà nghe nghe họ mộc nhùng quá. À không, đây Kata đấm to hơn anh em, cũng khó tính nhở. Ừ, tôi cũng biết thế thôi. Ok, nói chung thì hiện tại chúng ta có thêm sự kiện phản cứng đó anh em, là chưa lấy thì tranh thủ nên hốt cốt phản cứng anh em nhá. Đây lại nào. Đây anh em, 150 mới được cái thuyền này. Để mốc 100k chúng ta thêm hai món bảo vật này, ngon rồi này. Hấp thụ 19% HP trong khi cái món nào của nó thế nào? Cái món của Sengoku tôi nhớ là như là có bao nhiêu? 18% của lo mới về còn được có 9% này. Mà đây lưng đến tận ui, ngon giá mà anh em. Đấy đấy đây, hàng về anh em, hàng ngon á. Ui trời. Thế thôi, chiều tính là lượng nhập sau anh em. Thế nha, thì clip chắc là tạm thời kết thúc về đây anh em. Trước khi kết thúc clip anh em biết có bao ai rồi, xe nào. Nào anh xem lên đồ nào, lên đồ cho anh. Đấy, chiều mua búa cho anh xem thêm anh em. Thế nhá, clip kết thúc đây, nói anh em theo giờ thì bye bye.